vào giết người khác. Chính vì thế, cùng với các em trong giáo xứ chúng ta hôm nay, chúng ta dâng lên Chúa những tâm tình tạ ơn. Tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho chúng ta được làm người, được làm con Chúa qua Chúa rửa tội. Chúng ta tạ ơn Chúa vì những ngày qua mà cha phó cũng như những anh chị em giáo lý viên cùng với các bậc làm cha làm mẹ cộng tác với nhau để lo lắng cho con em chúng ta. Với những hy sinh đó, với những khó khăn đó, với những vất vả đó, dù con người có cố gắng cách mấy đi chăng nữa, nhưng vẫn có những thiếu sót. Nhưng những thiếu sót đó là thiếu sót trong niềm vui. Thiếu sót đó Chúa vẫn biết, bởi vì Chúa đã dựng nên chúng ta làm người. Chúa biết những thiếu sót đó. Chúng ta hãy xin lỗi vì những thiếu sót đó, và đồng thời chúng ta dâng lên Chúa những hy sinh của chúng ta trong những ngày qua để cầu nguyện cho các em trong ngày Giêsu. Và giờ đây thì để chúng ta dâng lên Chúa trong thánh lễ này được Chúa đón nhận. Mọi người chúng ta hãy thành tâm thú nhận những thiếu sót, những lầm lỗi của chúng ta để của lễ chúng ta dâng một cách nào đó tốt đẹp và sâu sắc hơn. Hiệp nhất với Chúa Thánh Thần để muôn qua muôn đời. Chúa chúng ta
tối nay đã hòa giải chúng ta với Thiên Chúa. Con là lời Chúa. Trên các thần ô uế để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của 12 tông đồ, biến đầu là ông Simon, cũng gọi là ông Phêrô, rồi đến ông Anxê, anh của ông, sau đó là ông Giacôbê, con ông Cê-bê-đê và ông Sơ-an, em của ông, ông Philippê và ông Bartolomeo, ông Tôma và ông Matthew, người phu tế, ông Giacôbê và ông Anthê và ông Tadeo, ông Simon thuộc nhóm Hiền Thành và ông Giuđa Iscariot là chính kẻ nợ người. Giêsu sai người hai ông ấy đi và chỉ thị rằng: anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Samari. Tốt hơn là hãy đến bên các con chiên là nhà Israel. Dọc đường hãy sao giảng rằng: nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch, và thử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đó là lời Chúa. Rồi, con nói mà. Đứng lên, đứng lên. Rồi, chưa chú hát. Chưa nói được rồi. Con cố là khi linh mục truyền phép. Đâu, ai nói? Đâu? Khi nào đọc lại đây, tôi lại đây. Khi nào bánh trở nên mình bánh xúa? Khi linh mục truyền phép. Này là mình ta, là máu ta. Đời hỏi số phận. Khi linh mục đọc lời truyền phép. Như vậy hôm nay chúng con biết á, là mình thánh Chúa được đọc bởi công truyền phép, tức hay là bác sĩ, hay là những cái người học thức trình độ cao, mà là những người chạy thuyền, những người đánh bắt cá. Đó là những cái khả năng mà Chúa trao phó cho các tông đồ, không phải là những người học cao hiểu rộng, mà ở đây với cái trình độ khả năng mà Chúa trao phó, bởi vì các vị chăn chiên phải luôn bảo vệ đàn chiên một cách nào đó tốt đẹp, khỏi phải thú dữ. Và cái hình ảnh đó được mở ra để cho chúng ta thấy Đức Giám Mục là vị mục tử của giáo phận. Cho nên Ngài cũng quan tâm tất cả các giáo xứ trong địa phận của Ngài. Và Ngài là mục tử thì phải bảo vệ đàn chiên qua cái lời cầu nguyện và đặc trách
sai đến trong coi giáo xứ qua cái việc phục vụ các vị tinh. Như vậy chúng ta thấy cái từ sai đi tù, ai biết giờ ta là gì? Viên tiếp thiền sứ được lập khi nào? Câu hỏi hiểu rõ không? Viên tiếp thiền sứ được lập khi nào? Vậy là không biết hả? Như vậy để qua viên tiếp thiền sứ thì chúng con biết ở trong trước khi trước khi Chúa đi vào cuộc khổ nạn mà bí tích truyền sức được lập trong bữa tiệc, cái gì? Tiệc ly. Qua cái câu nói gì mà biểu tượng cho cái việc thành lập bí tích truyền sức? Qua cái câu nói nào mà Chúa Giêsu nói trong bữa tiệc ly được tiếp nói trong cái vấn đề bí tích truyền sinh, ai biết? Sao có một bạn biết vậy? Đâu, mình đứng lên nói coi. Không phải, ngồi xuống. Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đó là Chúa Giêsu nói với các tông đồ, anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Thì như vậy, cái điều đó được thiết lập với cái chuyện trước, thì Chúa Giêsu mới giao quyền cho các tông đồ, anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đó là hai khía cạnh trong bữa tiệc ly để lập nên bí tích thánh thể và bí tích truyền sứ. Nhớ nghe, qua ý về trên, chúng con thực hiện ý của Thiên Chúa và ý của giáo hội qua đứng về trên mà chúng con vâng lời. Cái câu mà con chọn ở trong cái ngày con chịu sức là luôn luôn trong đầu của con là với một thánh tịnh, điều đẹp ý Chúa xin dạy con thực hiện. Và khi con làm cái gì, con luôn luôn nhìn vào cái câu đó để giúp con, nâng đỡ con và hướng dẫn con để con làm đẹp ý Chúa, chứ không làm đẹp ý ai cả. Làm đẹp ý Chúa qua sự sai liên của đứng về trên, đó là giám mục giáo phận. Và hôm nay với cái sự sai đi, con hướng dẫn cũng như ngỏ lời với cộng đồng, giáo xứ cuối cùng cũng được sai đi với cái nguồn gốc từ đầu tiên, có thể nói là từ ba dòng hay cách này cách khác ở giáo xứ khác đến kinh cùng này. Chúng ta được đi đầy đang may đó, chúng ta đến tới kinh cùng này và chúng ta gặp nhau không chỉ là người ở bên vườn chuối, không chỉ là người ở bên dân thương đó, với lòng biết ơn chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin. Chúa Giêsu đã thiết lập hội thánh và ban Chúa Thánh Thần để hướng dẫn hội thánh đi theo đường lối của Ngài. Chúng ta hiện lời cầu xin cho các vị mục tử, đặc biệt là Đức Giáo Hoàng Francisco và các đức giám mục luôn được tràn đầy ơn Thánh Thần, để các ngài dẫn dắt hội thánh vượt qua những khó khăn trong hoàn cảnh hiện nay. Chúng ta cùng cầu nguyện. Xin Chúa hãy nhận lời chúng con. Cứ dấu này mà người ta nhận biết anh em là môn đệ Thầy, anh em hãy yêu thương nhau. Chúng ta hãy cầu xin cho mọi người Kitô hữu trên toàn thế giới luôn biết yêu thương nhau, biết nhìn nhận nhau như anh em, để qua đó lan tỏa tình yêu của Thiên Chúa đến với tất cả mọi người. Chúng ta cùng cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa Giêsu nói, ai ăn thịt ta và uống máu ta thì sẽ sống đời đời. Chúng ta hãy
cầu xin Chúa cho các em lần đầu được lãnh mình và máu Thánh Chúa hôm nay luôn được Chúa Giêsu thân thể ngự trong tâm hồn, để các em cũng biết nên sự sống đã lãnh nhận đến với mọi người. Chúng ta cùng lời nguyện. Chúa ơi, em đời chúng con. Chúng ta cùng niệm lời cầu xin Chúa cho cha mẹ và những người có trách nhiệm chăm lo hướng dẫn các em luôn biết dùng lời nói, gương làm và dạy dỗ và nâng đỡ đức tin cho các em, để các em mỗi ngày được trở nên giống Chúa Kitô hơn. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã nuôi dưỡng chúng con bằng chính mình máu Thánh Chúa. Hôm nay một số con em của chúng con trong giáo xứ kinh cùng này được Đức Chúa lần đầu tiên xin cho mỗi em cũng như cho mỗi người chúng con biết chuẩn bị tâm hồn xứng đáng và siêng năng đảm nhận thánh thể để được kết hợp với Chúa và được Chúa nuôi dưỡng linh hồn chúng con. Chúa làm sâu mọi những chi muôn đời.
Có những lúc chúng con không vâng lời, người biết là phiền lòng hai cha, nhưng cha không ra đầy chúng con mà luôn yêu thương, không cần dạy dỗ chúng con, để chúng con chuẩn bị tâm hồn với cố gắng sắp sáng. Chúng con không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn hai cha. Nguyện xin Thiên Chúa đem cho cha Sở, cha Phó nhiều hồng ân và tràn đầy mạnh khỏe để tiếp tục cầu nguyện và dạy dỗ chúng con. Chúng con cũng chân thành cảm ơn anh chị giáo lý viên, anh chị huynh trưởng và bên phục vụ giáo xứ, anh chị cha đàn đã cùng cộng tác với cha để dạy dỗ chúng con và dân lời cha tiếng hát, góp phần cho buổi lễ trọng đại ngày hôm nay. Chúng con xin Thiên Chúa giả công mọi hậu cho quý vị. Sau đây, chúng con xin cảm ơn cha mẹ đã sinh ra chúng con và dạy dỗ chúng con nên người. Tình thương của cha mẹ dành cho chúng con bao la năm bờ bến. Nhất là trong những ngày chúng con học giáo lý, cha mẹ đã thức khuya dậy sớm để dẫn dắt chúng con đến nhà thờ và không ngừng cầu nguyện cho chúng con. Chúng con xin cảm ơn cha mẹ và cầu cho mong cha mẹ có nhiều sức khỏe để tiếp tục dìu dắt chúng con trong tình yêu thương của Chúa và mẹ Maria. Chúng tôi là những người cộng tác để giúp cho con em của anh chị em.
nhưng cũng không tránh khỏi những thiếu sót khi anh chị em bỏ qua cho đó là nhiệm vụ và đồng thời tốt cho con em chúng ta. Cho nên nếu anh chị em vì những cái nhỏ nhặt mà anh chị em trách thì nó trở nên một cái gì đó chia rẽ. Cho nên chúng ta hãy hiểu cái tích cực để đồng kết với nhau và giúp nhau sống và sống đức tin. Cho nên xin cảm ơn các anh chị em giáo viên viên rất nhiều và chúng ta xin được gặp các bài đó. Và cuối cùng con xin nói đến với anh chị em bậc phụ huynh. Con em chúng ta là một bông hoa mới nở rất đẹp. Chúng ta thấy ra ngoài đồng chúng ta chăm sóc lúa bằng thuốc sâu, thuốc này thuốc kia bảo vệ nó để cho nó đạt kết quả. Thì con em chúng ta là một bông hoa còn non, còn tươi, còn mới. Vì vậy không chỉ giao cho các linh mục xuống và làm cho giáo xứ linh hồn này càng được phát triển hơn. Một lần nữa con xin cầu nguyện cho các con, cha cầu nguyện cho các con rất nhiều. Con cầu nguyện cho các bạn, các anh chị em rất nhiều. Và chúng ta cùng chúc mừng nhau trong ngày các em được lãnh nhận bí tích và thánh thể đang đồng tiên. Chúng ta cùng chọn nhau các đại chúng.